Mình cứ phải sống theo xã hội, sống theo quan điểm của người khác. Nhưng tôi nói với mọi người một câu là gì? Mình sống theo giống như những gì mình muốn, không vi phạm đạo đức và không vi phạm pháp luật. Chỉ cần hai cái đó thôi. Có thằng khác nghĩ gì về mình, mặc kệ nó. Thậm chí là người bên cạnh mình, cha mẹ mình, con cái mình, chồng mình hay tất cả mọi thứ. Bởi vì mình sống tốt thì tốt với mình. Nhưng mà để sống tốt theo tiêu chuẩn của người khác ấy, đôi khi họ bảo em phải ngồi im ở nhà nha, cả ngày từ sáng đến tối không được đi đâu hết. Bố mẹ bảo mình là con ấy, con phải đi làm thuê đi, hoặc con vào nhà nước đi cho nó yên tâm, cho nó an toàn. Và bắt đầu mình đi theo họ, cuộc đời của mình lúc đấy nó thành cái gì cả nhà? Thành một cái con nô lệ, một cái người hầu, một con rối. Là họ sẽ nói gì thì mình sẽ làm đó, họ sẽ đặt đâu thì mình sẽ làm y hệt như thế. Nó còn gì vui không? Có vui không? Không hề vui.